Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại với Outlast. Tất nhiên là tập trước thì chúng ta chơi tới cái khúc nào nhỉ? Chúng nhớ như là cuối cùng như mình đứng trong ngay cái chỗ nào có cái cửa sắt gì đó. Sao mới vô chưa mà nghe tiếng thở của cái thằng nhân vật mẹ ơi. Đây đây đây. Có xin lỗi mọi người, có vẻ game rõ bé hơi lỗi. Thì như đã hứa tập trước mình cài việc khó. Thì đây là có việc khó mọi người đây. Dù không cần thiết đâu, trong một kiểu mình cũng thật mình chơi game cũng không có ham hố gọi là việc khó lắm. Ghê quá luôn hả? Giờ thấy mình rồi. Hello đây à, bye. Oh shit, đi mẹ tụi mình tự ra thấy mình, what the fuck. Còn mẹ. Bước qua đây. Đồ hết trơn. Ok rồi, chạy, đi mẹ. Mình chạy xong trước rồi nhé, từ từ mình sẽ nói sau. Shit. Được. Ôi, đi đâu nữa. Bin đi mà mình nhớ rồi. Nói chung là cứ kiếm thêm mấy phòng này rồi có gì mình có lấy. Shit thằng này về lú. Thì giờ hôm nay là mùng 1 thì mọi người thế nào rồi? Mùng 1 thì mình nói chung là hồi nãy mới hết được lì xì ở đây rồi thôi thì yên tâm đi, chuẩn bị lớn cũng khá lì xì rồi, nhưng cũng 18 rồi mà. Lì xì gọi là được lì xì rồi cũng mà là có phúc lắm rồi. Không cái này mình nói thật. Chung giờ sao mà cũng lớn rồi, không người gọi là cũng không có ham hố nhiều và mấy cái gọi là lì xì gì lắm đâu. Có thì vui còn không thôi bình thường. Cơ này là gì khó, ok. Ui.
tiếng rộp gì. Cái lộn chơi nhiều game riết mày cứ bấm E rồi đã mở ra cái thứ rồi. Chơi nếu biết mình khúc đó làm sao rồi, kiểu ngồi lố 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 kiểu lại tối tối, nếu biết là mình phải nhảy ra cửa sổ không, ngồi đảo thì mình mới biết là phải nhảy ra cửa sổ mới được. Cái này chưa, ồ khoan ta, đúng ta, tài liệu nãy rồi kìa thôi. Pin. Rồi. Full mẹ pin rồi. Oh, hello. Shit. Thôi, mình xin phép mình tèo ấy. Tại vì đâu mình té. Mình tèo là nghĩa là mình chết rồi. Ôi lộn. Mẹ đi. Ui. Wow. Ui. Tiệm này nhìn gớm quá luôn. Thì mình thời gian nhìn thường ói ói vậy chứ đủ cái đồ gì. Oh shit, ra lại đây. Oh, đi đâu hết cái đồ nào, đâu đi đâu đây. Oh shit. Ui. Cái điểm. Ui. Mình không nghĩ là nó chết nhanh dễ vậy luôn. Nhớ anh chạy nó luôn rồi ta. Sao đấy? Phải chạy làm mất nhanh nữa. Oh shit. Trước này ta tập trước mình kêu là nó dễ hơn cái Alien Isolation, nhưng mà đi lại thì nó cũng đéo dễ. Cách hồ ấy.
Cứ đi theo mình đi. Thật ra thì bản bên cái của thằng Pidoba nó chơi là hồi là mình tự mình đẩy nó ra chứ không phải là thằng kia nó đẩy rồi. Nắm chắc cái mà chưa gặp lòng 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 xíu tèo vậy. Shit, lát hay nhỉ? Như là trải nghiệm người xem quan trọng hơn là thằng chơi không? Thằng chơi tất nhiên là chơi quỳ một. Vấn đề là lộn bị chỗ là mình chơi không nói, tại vì mình chơi hay quen lát rồi. Thì cái cảm giác mà xem nó lát nó còn khó chịu hơn là cái thằng chơi nó cảm thấy lát không. Phun mày biết được biết hơi cầm. Thì một mò thì chắc cái này quay cái này thì dài hơn chút mà chẳng nào cả bố nào xem mấy người xem nhô một like cũng thấy vậy mày nghe qua nếu nhớ tên của mẹ lắm nhá. Quên mẹ tên rồi, tên nó như cái gì qua rider quần quỳ gì đó hay sao. Khúc này mà phải kết hợp với sẽ không được. Oh,
Oh shit. Ui, no 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 no. Oh shit. Oh shit. Ui, đu, 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 đu. Tụ mẹ. À. Ê, đế mách được mình. Ok, được. À, sợ nhỉ. Làm gì tiếp rồi đó. Rồi. Một hộp đường là xong rồi. Sao nhạc boss nó vẫn còn vậy? Lâu thế. Vua. Bỏ tớ đi rồi. Đường quá, shit. À đây, 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 đúng rồi. Đúng đường luôn. Xong cầu thang đã đi à? Cái cầu thang hồi nãy cứ khúc sớm mình đi sao. Vậy à? Gì vậy à? Cháy. Cháy ơi shit. Mình đang làm trời vậy đó, trời vậy. Vậy đó đây. À đúng rồi. Ok. Xuống đây à? Thấy gì đây? Ôi, lộn. Chết. Nhìn tiếng mấy con ma nó giết hay sao? Chứ mấy con ma nó giết thật là thằng là cái thằng kia. Ủa phải ổng ta, đúng ổng mẹ ơi. Đít mẹ đã phụ đề việc khó đi mẹ, trong khi bố mày chưa kịp đọc rồi. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question.
chứ. Máu nhiều vậy. Hiểu rồi. Hiểu sao máu nhiều rồi. Mẹ. Ở khúc này mình không biết. Ở rất sát mà. Quá là mình không nhớ luôn. Mình nhớ nó mà chơi mình cho đi hai đường, một trong hai đường này nó sẽ khác nhau không? Mình nếu nhớ cái đường nào nó dễ hơn. Ở đó, cái đường này trắng mẹ em à, lộn. Chắc mình lộn được. Rồi mấy đoạn quen mình chạy như này thôi, rồi xong chơi mình đi bình thường. Ruột này phèo cái thứ. Nếu không nên trầm mình như lúc đây là xuống nước gặp cái thằng lè kia, sao gặp thằng lè bự nãy. Đường phải luôn là một đường tốt luôn. Và đường này thực ra nó cũng về một đường. Mày dễ cũng bị trật mẹ chân mày. Bài. À đúng rồi, đúng khúc này nè. Mình sẽ chạy thôi. Chưa cho đi thêm một cái... Ui cái lồn giật mình đủ mắt. Cái này mà giật mình thật ấy. Không đùa đâu. Đoạn trước mình giỡn giỡn như giờ, đoạn này bắt đầu mình hơi sợ nè. Oh shit. Oh no. Ủa đi con này sao mày chạy ngang đây. Đùa. Đó xong tèo này. Tiệt. Đục má. Nó chạy đúng ngay cái đường là cầu thang ở đâu vậy. Ủa cái lon. Oh shit, rồi xong tèo 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 tèo. Chết mẹ. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Độc má. Có lò. Có lúc nãy được rồi mà. Hồi nãy rõ ra mình bắt khách rồi mà sao không được nhỉ?
Đây, sử dụng lên được. Rồi, sao lắc cũng nghỉ rồi. Mình đang chạy đâu đây, what the fuck. Lú vãi lệ thề, mình đếm mình đang đi đâu luôn á. Chạy lòng vòng xuống mày ở đây luôn. Chạy lú vãi lệ thề, mình đếm mình đang đi đâu luôn. Shit, lag nữa. Thì mình lag nhiều nha. Ok. Nó lag vãi lều luôn ấy, mình chơi mình còn thấy lú à. Đẩy rồi. Khúc này nó mà không làm như là khúc này là mình phải chạy thôi. Không có miếng pin à. Thật ra là pin dày nó hơi nhiều lắm rồi mà cũng không cần thêm. Oh shit. Quay đây, hai thằng người. Oh shit. Ủa sao mình, ủa bình thường là nhớ là nó đẩy mình cửa ra. Khúc gọi là mình thích nhất trong Outlast rồi, đuổi nó hay quá luôn. Mình phải còn nữa.
Oh shit. Chứ mày bấm nhau. One of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Oh shit. Ủa đuổi cái này mình giả vờ. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. mình bắn hàng trong con ở chó nữa. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? Alright. Mẹ nó trói mình, nó kêu mình chạy rồi. Mẹ cho bất dậy với rồi. This way. Không, mình đang đau phải thông cảm. Nó đau bữa giờ. Tháng hơn rồi. I'm putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Nó cách mẹ lưỡi nó luôn. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and no movies. And it'll give us a chance to talk. No. Vô bói không muốn nhìn ha. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. You people get scared. There's like to turn to God as anything else. You know, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. Better, right? Things are way cheaper. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Đi mày thốn quá luôn, thốn dùm luôn ấy. Ghê vãi luôn.
ý mình gơ đây là nó cái móng tay gơ chứ phải là nó ói gơ, vì cái phần ói này mình thông cảm rồi không nói. Vì trốn lại cho nó có hiển thị cái lời thoại mà rồi mình bấm mà còn mình đỡ mình đứng mẹ luôn chết của mẹ. Khúc này hơi khó nha, nó thật luôn. Ở sự khó luôn. Oh shit, what the fuck? Oh shit, what the fuck? Ôi thật là lag quá rồi, mình đang cố gắng chạy hết mất rồi. Quay quay mày rồi thì sao mà lại vô nhà vệ sinh? No! Một sai lầm ngu học là chơi game kinh dị là cứ auto chạy vô nhà vệ sinh thề luôn. Oh shit. Mình đang đi đâu vậy? Mình nếu như này đi đâu luôn vậy? Lú quá rồi. Thì mẹ lại nhà vệ sinh, fuck. Shut the fuck up. À, phải rồi em. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Đâu thế? Đâu tìm thế nhờ?
Hey. Thằng máy đâu nhỉ? Ờ lộn, không phải đây. Thôi, ở đây rồi. Sao nữa đây? À. Rồi, ok, nói chung mình xin dừng clip tại đây. Chung là nãy giờ mình chơi là mình qua nó những cái đoạn mình rất là thích. Cái đoạn bị dí và cái đoạn này cũng hơi ghét tại vì do là kiếm rất là khó. Ngày xưa mình được chơi là kiếm mệt nhất. Thì vậy thôi, mình đi xa tới này được rồi, nghĩa đủ rồi. Không cần nữa. Mình đi chơi ra được rồi. Ok. Rồi, mình đi tới đây thôi. Gặp lại mọi người ở clip sau.